Đội tuyển Thái Lan sẽ nằm ở bảng đấu vô cùng khó khăn ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khi đối đầu với Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore. Trong bối cảnh Hàn Quốc quá mạnh, Thái Lan sẽ phải quyết chiến với Trung Quốc để giành tấm vé lọt vào vòng loại thứ ba. Trước thềm trận đấu với Trung Quốc, nữ tỷ phú Madam Pang đã chơi lớn khi công bố mức thưởng khủng cho toàn đội. Theo tờ Siam Sport, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan treo thưởng 3 triệu bạt, tương đương với 2 tỷ đồng, cho mỗi trận thắng của Thái Lan. Với mỗi trận hòa, toàn đội nhận được 1 triệu bạt, 683 triệu đồng. Trong trường hợp vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Thái Lan sẽ nhận thêm 10 triệu bạt, 6,83 tỷ đồng. Phát biểu trước báo giới, Madam Pang tuyên bố, bầu không khí và tinh thần của toàn đội rất tốt. Tôi tin rằng các cầu thủ hiểu rõ nghĩa vụ của mình. Ai cũng muốn chứng tỏ bản thân và cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Nếu có sự khởi đầu tốt, Thái Lan sẽ vô cùng tự tin. Đặc biệt, trận mở màn với đội tuyển Trung Quốc rất quan trọng với Thái Lan. Chúng tôi có sự quyết tâm cao vì được thi đấu trên sân nhà. Thái Lan không được phép thua và cố gắng tận dụng lợi thế. Tôi biết việc giành 3 điểm trong trận mở màn không dễ dàng. Do đó, tôi sẽ đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của các cầu thủ. Tôi muốn thưởng 1 triệu bạt cho mỗi điểm mà Thái Lan giành được trong hai trận đầu tiên. Tôi hy vọng mình có thể mất 6 triệu bạt khi đội bóng giành đủ 6 điểm. Ngoài ra, tôi sẽ thưởng 10 triệu bạt nếu đội bóng vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026. Trong những năm qua, Madam Pang luôn được biết đến là người hết mình vì sự phát triển của bóng đá Thái Lan. Nữ tỷ phú ấy thường xuyên xuất hiện cùng đội bóng ở các giải đấu và không ít lần dùng tiền cá nhân để thưởng nóng cho các cầu thủ. Chính vì vậy, uy tín của Madam Pang rất cao. Bà được cho là sẽ tranh cử ghế chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan trong thời gian tới. Trận đấu giữa Thái Lan và Trung Quốc diễn ra vào lúc 19:30 ngày 16 tháng 11 tại sân Rajamangala.